Thưa quý khán giả, sáng nay ngày 17 tháng 12, đoàn kiểm tra do ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng CDC Cần Thơ, Công an quận Cái Răng và Phòng Kinh tế quận Cái Răng đến làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Tê Quang Cần Thơ về tình hình thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tê Quang Cần Thơ cho biết, đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch như phương án được phê duyệt. Theo đó, thuê mướn cơ sở bên ngoài để cách ly điều trị F0, thực hiện cách ly F1, tiến hành xét nghiệm và phun khử khuẩn định kỳ, tiêm ngừa đầy đủ vaccine cho người lao động trở lại làm việc tại nhà máy. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, công ty đã xét nghiệm và phát hiện 292 ca nhiễm COVID-19 và nhanh chóng khoanh vùng cách ly và xử lý triệt để, không để lây lan ra nhà máy. Bên cạnh đó, thực hiện sản xuất giãn cách, các khu vực ăn uống có vách ngăn, kết hợp chặt chẽ với y tế địa phương để xử lý các trường hợp khẩn cấp. Đến thời điểm này, công ty đã có gần 8.500 công nhân đi làm lại, đạt khoảng 78% so với trước. Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, những kiến nghị của công ty đối với tiêm vaccine mũi 3, hỗ trợ tuyển dụng công nhân, dân dân sẽ được ngành nghiên cứu, xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ trợ giúp doanh nghiệp. Dịp này, Sở Công Thương thành phố cũng khen thưởng, động viên tập thể cá nhân đơn vị có hoạt động chống dịch hiệu quả.